Từ 6 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2021, thành phố Hà Nội bước vào 15 ngày giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống COVID-19. Thực hiện chỉ thị 16, Công an thành phố Hà Nội siết chặt quản lý các phương tiện, người vào địa bàn thành phố tại 22 chốt kiểm soát. Toàn bộ phương tiện đều bị kiểm soát, cấm vào, trừ các phương tiện luồng xanh như xe phục vụ phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu. Tại chốt kiểm soát COVID-19 số 2 đặt tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, huyện Thanh Trì vào sáng ngày 24 tháng 7, lực lượng chức năng đã hàng rào chắn toàn bộ đường cao tốc hướng về thành phố Hà Nội để tổ chức kiểm soát. Hàng ngàn phương tiện chở hàng không thiết yếu, vận tải hành khách, xe cá nhân bắt buộc phải quay đầu. Nhiều tài xế chở khách, chăn đệm, bàn ghế xin lực lượng chức năng linh động cho vào thành phố nhưng đều buộc phải quay đầu, không ngoại lệ. Tại hiện nay thì cũng không xảy ra cái tình trạng là ùn tắc kéo dài. Và hiện nay thì lực lượng cán bộ chiến sĩ của đội 3 và chốt kiểm soát COVID là đã hướng dẫn là các phương tiện nào đủ về điều kiện về làm xanh rồi là các phương tiện chở nhu yếu phẩm của theo chỉ đạo của chính phủ là anh em là cho lưu thông vào thành phố Hà Nội. Đối với những cái phương tiện mà vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa qua các cảng xuất nhập khẩu mà theo được hoạt động theo yêu cầu của chỉ thị 16 ấy, thì đề nghị là tất cả các chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp là nộp hồ sơ với các sở giao thông vận tải trên địa bàn để mà có thể nhận được cái giấy nhận diện phương tiện để đi trên luồng xanh quốc gia. Bởi vì những cái phương tiện này khi đến các chốt kiểm dịch của Hà Nội và tất cả các địa phương thì đều có thể thông qua mà thuận lợi. Đối với những cái phương tiện mà không có nhu cầu, không có điểm đến tại Hà Nội thì chúng tôi đề nghị là những người điều khiển phương tiện và những người chủ phương tiện, các doanh nghiệp hiện nay này, gọi điện nhắc nhở, yêu cầu lái xe chủ động chuyển hướng, chọn tuyến đường thuận lợi để tránh đi qua Hà Nội. Tính đến 12 giờ trưa ngày 24 tháng 7, tại chốt kiểm dịch số 2 đã có khoảng 1.000 phương tiện phục vụ phòng chống dịch, xe công vụ, xe chở hàng hóa thiết yếu, thực phẩm, thiết bị y tế được lực lượng chức năng mở luồng xanh cho phép vào thành phố. Các chốt kiểm soát khác cũng có tổng cộng hàng ngàn phương tiện được phép vào thành phố. Ngoài việc yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, tạm dừng nhiều hoạt động cơ sở kinh doanh không thiết yếu, Hà Nội cũng cho dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô, đường thủy, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách công cộng vận chuyển hành khách bằng xe máy.